Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức của mình. Sau đây là một số thông tin được cập nhật nhanh trong ngày. Vuông hạnh phúc trong căn biệt thự có 15 người đàn ông. Mới cưới phải ở chung nhà với 14 người khác. Vợ chồng anh Lượng dùng bạt ngăn lại làm phòng ngủ. Khu biệt thự 21 căn nằm trong khu dân cư Đông Tăng Long thuộc phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trần Công Biên, hơn 11 năm làm bảo vệ tại khu biệt thự này cho biết. Tất cả các căn biệt thự đều đã có chủ, tuy nhiên thì hiện chỉ có 8 căn là có người ở. 2 căn được công ty xây dựng thuê để cho bảo vệ khu dân cư và các công nhân xây dựng ở. 11 căn còn lại hiện mới xây xong phần thô, chủ đang đóng cửa bỏ không. Anh Tôn hiện 38 tuổi cùng 14 người khác quê ở các tỉnh miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân xây dựng trong khu dân cư Đông Thăng Long. Là công nhân lâu năm, anh cùng các đồng nghiệp khác được cho công ty cho thuê một căn biệt thự giá hơn 3 triệu đồng trên một tháng, mới xây xong phần thô để ở. Căn biệt thự này có 2 tầng, rộng 400m², xung quanh cây cối mọc um tùm, cửa sổ và cửa chính không có, nền nhà chưa làm xong, đất đá bụi dính đầy. Các công nhân ở đây chia nhau ra, 7 người ở tầng 1, 7 người tầng 2, họ dùng bạt trải dưới nền đất làm chỗ sinh hoạt. Đêm, mỗi người một chiếu một màn nằm ngủ. Nước tắm rửa giặt quần áo thì dùng từ giếng khoan. Nước ăn uống, anh Tôn và mọi người dùng can nhựa 20 lít vào khu dân cư xin về dùng. Điện cũng xin của các hộ bên cạnh. Ngày 17 tháng 7 thì quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, mưa từ trưa đến chiều. Các công nhân xây dựng sống trong căn biệt thự nghỉ làm. Họ góp mỗi người 50.000 đồng, mua cá, rau, đậu hũ về nấu lẩu ăn chung. Chúng tôi là đàn ông, đi làm cả ngày, chủ yếu là ăn ngoài quán. Tối về có chỗ ngả lưng là được rồi. Quan trọng mỗi tháng tiết kiệm được tiền gửi về quê cho vợ con. Người đàn ông sinh năm 1981. Người đàn ông sinh năm 1981 đang sống xa vợ con nói. Ở một góc dưới chân cầu thang của căn biệt thự là căn phòng hạnh phúc của hai vợ chồng anh Lượng. Tên nhân vật chúng tôi thay đổi. Đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau gần 2 tháng nay. Vì ở quê không có việc làm cho nên anh Lượng lên thành phố làm công nhân xây dựng. Vợ chồng mới cưới sống xa nhau không đành, anh đón vợ lên ở cùng. Sống chung trong căn nhà tập thể không có phòng riêng, anh Lượng dùng bạt và tấm vải màu xanh thiết kế chỗ ngủ riêng cho hai vợ chồng. Vợ anh Lượng mới lên ở cùng với chồng khoảng tháng nay, chưa tìm được việc làm. Ban ngày anh đi làm, chị ở nhà, nấu cơm, đi chợ, trông coi đồ dùng cho mọi người. Anh Lượng cho biết là do hiện nay vợ chưa có việc làm, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào 300.000 tiền phù hộ của anh, cho nên hai vợ chồng ở chung với mọi người cho tiết kiệm. Tới đây khi vợ anh xin được việc, hai vợ chồng sẽ cố gắng tìm một căn phòng riêng. Anh Biên cho biết trước đây trong căn biệt thự này có hơn 20 công nhân sống chung, tuy nhiên thì có một vài người thường xuyên nhậu nhẹt quậy phá gây mất trật tự cho nên đã bị đuổi đi. Cũng theo anh Biên thì dù khu biệt thự chỉ có ít người ở, nhưng 10 năm qua luôn có bảo vệ canh giữ. Vì thế an ninh khá đảm bảo, các công nhân như anh Tôn được công ty thuê cho phải giữ gìn trật tự, không vứt rác bừa bãi, không được tổ chức nhậu nhẹt la lối. Những người vi phạm sẽ bị ban quản lý khu dân cư đuổi đi. Ông Hồ Ngọc Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trường Thạnh cho biết, khu dân cư Đông Tăng Long hiện đang vào giai đoạn hoàn thiện, các hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mọi số hạng mục đã được đưa vào sử dụng. Đối với các khu hoán đổi, khu tái định cư thì cá nhân xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật